Xin chào, chúng tôi là Wellcare CS Group Việt Nam, một công ty chuyên phân phối các loại dược phẩm và thiết bị y tế hàng đầu nhập khẩu từ châu Âu. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng y tế tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sản phẩm nhằm đem lại giá trị tốt đẹp cho khách hàng và sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tự hào được hợp tác với các bệnh viện lớn và các chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín trên toàn quốc. Wellcare CS Group Việt Nam cung cấp một loạt các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế hàng đầu, bao gồm các sản phẩm dành cho nhi khoa, giải pháp không kháng sinh dành cho tai, mũi họng, sản phẩm vệ sinh phụ nữ, giải pháp cho vấn đề cơ, xương, khớp và công nghệ nano ICU. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao trong mọi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Wellcare tự hào với những thành tựu đã đạt được và những hợp tác đáng kể. Chúng tôi được công nhận là đối tác tin cậy của nhiều bệnh viện và cơ sở y tế hàng đầu. Chúng tôi cũng hân hạnh hợp tác với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp uy tín trên thế giới để mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng của mình. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm và dịch vụ y tế đáng tin cậy, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của mọi người. Với tầm nhìn đó là trở thành đối tác tin cậy và lựa chọn hàng đầu trong ngành y tế tại Việt Nam. Wellcare CS Group Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi sẵn lòng hợp tác và mang đến những giải pháp y tế chất lượng cao. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho cộng đồng Việt Nam.